Đại sư nói, một chữ nguyện bao gồm cả tính và hành. Tính là tin, từ tha nhân quả sự lý, không hư dối. Tính từ, tin tất cả do tâm tạo, mình niệm Phật sẽ được tiếp dẫn. Tính tha, tin Phật Thích Ca không nói dối, Phật A Di Đà không nguyện suông. Tính nhân, tin niệm Phật là nhân giảng sanh giải thoát. Tính quả, tin sự giảng sanh thành Phật là kết quả. Tính sự, tin cảnh giới Tây Phương tất cả sự tướng đều có thật. Tính lý, tin lý tánh duy tâm bao trùm Phật độ. Mỗi điều trên đây đều xác thật nên gọi là không hư dối. Hành là chuyên trì danh hiệu, không xen tạp, không tán loạn. Nguyện là mỗi tâm ưa thích, mỗi niệm mong cầu. Trong ba điều kiện này, người tu tịnh nghiệp cần phải đủ, không thể thiếu một. Mà nguyện là điểm